tôi tính qua nhà anh Mark mượn cái toilet để đi mới được. Trời ơi, hy vọng anh Mark có nhà. Ôi, anh Mark, anh Mark ơi, anh Mark ơi, em mượn toilet đi được không? Em đau bụng rồi, Mark, em đây nè, cho em mượn toilet đi không? Ok, anh cũng đau bụng lắm á. Anh Mark ơi, đừng, đừng, Mark đi qua để em với. Trời đất ơi, Mark đi luôn rồi, trời đất ơi. Gặp đúng lúc anh Mark cũng đau bụng ngay cái lúc tôi đau bụng luôn các bạn ơi. Chạy về nhà ba mẹ mình nhanh lên nha. Trước khi mình hả, mình đi ra quần là chết tôi luôn á trời. Ở sao đằng kia có cái gì? Ôi, hình như có một cái bồn cầu kia. Wow, đúng lúc rồi vậy, đúng lúc mình đang đau bụng luôn nha. Trời, nó có chịu vậy, cấm sử dụng hả? Thôi kệ nó đi, bây giờ tôi đang đau bụng rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Xin lỗi nha, bây giờ ai cấm sử dụng thì kệ tôi đau bụng rồi, tôi chịu không nổi rồi. Ôi trời, đang nghe tiếng nhạc gì ông vậy? Ôi, sao đi cái gì? Ôi, ông là sao? Đừng nói là ôi không. Tôi bị xả nước xuống luôn rồi. Nhìn nó thui thui, nó gấm gấm vậy trời. Cho cục phân có mặt nhìn hề vậy. Trời đất ơi, đúng rồi, các bạn thì nhìn cái cục phân mà nó có mặt cười ra đúng hề luôn coi. Đừng nói là chúng ta đã bị đi vô thử thách 1 Plus GPD rồi các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy, bên đây chính là đảo Cameraman nè, còn bên đây chính là đảo của người loa, và cuối cùng đó chính là GPD. Tôi nghe có cái hòn đảo gì shop hình cục phân gì hài hài quá nha. Bên kia có một cái shop hình cục phân kìa các bạn. Ủa? Ơi, ôi, vậy bên đó shop chắc chúng ta có thể mua đồ, nhưng mà bây giờ chúng ta muốn qua đó thì chúng ta phải đặt block qua, và muốn đặt block thì chúng ta phải đào một block này anh em à. Ôi, được rồi, ôi, chúng ta được cái cúp này rồi, trời ơi, nhưng mà cái cúp nhìn ủa, nó như một cái ống thông bồn cầu vậy. Cái cúp này có hình thông bồn cầu, nó bắt được không ai được rồi, mình đào coi. Ôi, ui, rớt mất tiêu luôn rồi, trời, mở rộng ra coi, trời ơi, chúng ta đã bao quanh cái cục phân túi đây lại rồi các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta đào tiếp lên đây và xem thử nó sẽ cho chúng ta những cái thứ gì nữa nào. Đào nè, ôi, đó được cái gì, như nó xịt coi, đó được cái cây kiếm hình, cái cây thông bồn cầu đây em ơi, nhìn này, cái kiếm mắc cười quá, nhìn này nha. Wow. Bây giờ không những có cây cúp thông bồn cầu mà chúng ta còn có kiếm thông bồn cầu nữa. Đúng là một block skibidi có khác các bạn ơi. Mọi người đã đào đủ đất chưa? Bây giờ chúng ta hãy tập hợp những cái cục đất lại để bắt block qua bên cái shop bên kia kìa em ơi. Được rồi, đi. Chúng ta sẽ cùng nhau qua bên shop cục phân kìa các bạn ơi. Let's go. Tới cái shop rồi nè em ơi. Được rồi, tới rồi nè các bạn ơi. Wow, nguyên một cái shop mình cục phân siêu mới luôn rồi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi vô xem thử bên trong cái gì. Wow, đây chính là bên trong shop cục phân nè các bạn ơi. Chúng ta có skibidi toilet, chúng ta có cameraman, và cuối cùng đó chính là speakerman các bạn. Đó chính là người đầu loa. Được rồi, bây giờ không biết là bên trong những cái ông này ông ta sẽ bán những cái đồ gì các bạn, để mình coi thử coi. Được, đầu tiên đó chính là skibidi toilet này, mở lên coi. Trời, mở ra được rồi em ơi. Bên trong này chúng ta sẽ có giáp skibidi với giá là 5 đồng xu skibidi này. Ôi, ở dưới đó là chúng ta có táo vàng skibidi, và cuối cùng đó chính là một cái dấu chấm hỏi hả? Ủa, dấu chấm hỏi là gì? Ủa, ông biết nữa, chắc đó là một cái vũ khí bí mật gì đó các bạn à. Không biết cái vũ khí bí mật này là cái vũ khí gì mà nó tốn tận 20 đồng xu được các bạn. Nên các bạn hãy nhớ coi hết video để xem thử cái vũ khí này có xịn không nha các bạn ơi. Nhưng mà tụi mình làm gì có đồng xu skibidi để mà mua đồ anh em ơi. Không biết kiếm những cái đồng tiền đó ở đâu nữa các bạn ơi. Cái gì? Còn hai cái nên nè, tôi gà lấy đi. Chắc có thể mai cái này, vậy là chúng ta đã tổng cộng có 5 đồng xu skibidi luôn rồi nè các bạn ơi. Vậy thì chúng ta có thể đủ tiền để mua được cái gì đây ta? Để tôi mở lên coi. Wow, chúng ta có hai sự lựa chọn ở đây. Đầu tiên đó chính là giáp skibidi, và thứ hai đó chính là táo vàng skibidi các bạn à. Mọi người nghĩ chúng ta nên mua cái gì đây mọi người ơi? Mua giáp skibidi đi cho bảo vệ mình tôi gà. Mua giáp skibidi là bảo vệ ý hay đó. Được rồi, vậy mình sẽ dùng 5 đồng này để mua giáp skibidi các bạn ơi. Wow, với 5 đồng chúng ta không chỉ mua được một cái giáp mà chúng ta mua được tận 4 cái luôn. Mọi người cầm một cái đi mọi người ơi. Đó, mọi người cầm một cái, và cái cuối cùng chính là của mình. Ôi, được rồi, chuẩn bị cầm rồi, xong rồi mặc vô nha anh em ơi. Được rồi, 1 2 3 mặc vô nè. 1 2 3 mặc vô. Boom, tụi mình đã mặc giáp skibidi vô rồi anh em ơi. Trời ơi, giáp skibidi tưởng là cái giáp gì, hóa ra chúng ta chỉ chui vô cái bồn cầu để coi như giáp, tại vì chúng ta có thể trốn vô bồn cầu. Hay cha đó, như coi như là chúng ta đang núp trong một cái vỏ vậy, là vỏ ốc sên nha các bạn ơi. Có mấy cái cao sức mạnh rồi, mình qua đánh đảo khác đi. À, mình đã có giáp có kiếm rồi, mình qua đánh đảo khác à, cũng hợp lý rồi anh em ơi. Được rồi, chúng ta nên qua cái đảo nào đầu tiên đây anh em nhỉ? Để coi. Bên này chúng ta có là cái đảo Speakerman. Bên này đó chính là đảo skibidi. Đằng sau kia đó chính là đảo Cameraman các bạn. Các bạn nghĩ tôi nên qua cái chỗ nào đây? Wow, tôi thấy các bạn bảo là nên qua đảo Cameraman trước đi. Được rồi, tôi chiều lòng các bạn thôi. Được rồi, đi nào anh em ơi. Chúng ta cùng nhau qua bên đảo Cameraman nào. Let's go. Nhìn mình đi lên.
những cái bồn cầu mắc cười quá đi mất. Sắp tới cái đảo Cabaraman rồi các bạn, trời đất ơi tôi tò mò quá, không biết bên trong cái đảo này chúng ta sẽ gặp được những cái gì. Ôi trời đất ơi, đây sẽ là cái đảo Cabaraman này các bạn ơi. Wow, có nguyên một đống Cabaraman khổng lồ luôn kìa. Thôi, và đây chỉ là cánh cổng để chúng ta đi vô bên trong đảo đó. Anh em đã sẵn sàng chứ, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chưa nào? Sẵn sàng rồi. Ok, nếu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta cùng đi vô cổng thôi. Let's go. Mình đã đi vô được bên trong cánh cổng hả Cabaraman rồi đây anh em ơi. Ôi cái này là gì đây? Hình như đây chính là thử thách đây các bạn ơi. Nó dưới kìa có một đống Cabaraman. Ôi có nguyên một đống Cabaraman ở đây, nhìn bắt tao bên kia các bạn ơi. Coi chừng rớt xuống nha, rớt xuống là bị đập đó nha. Vậy là bây giờ chúng ta phải bắt cua ở giữa cái camera, nó sẽ có bốn cái đường kia các bạn ơi. Chúng ta làm sao để nhảy qua được bên kia? Từ từ để tôi trước cho anh em ơi, để tôi làm trước nào. Hãy chào ơi, tôi làm được cái này anh em, qua đi qua đi qua đi. Để tao đây tao cho hả? Ôi trời đất ơi, đập rồi rồi, xong luôn. Bị Cabaraman bắt rồi. Xong luôn, trời đất ơi. Mọi người nhảy coi chừng, mọi người phải nhảy đi cái chỗ màu đỏ đỏ này. Ok ok, để coi chắc này. Ôi trời đất ơi, dập đâu luôn rồi. Được rồi, chị đã bây giờ làm được, chị đã bây giờ làm được không? Em tin chị làm được, cố lên, cố lên, qua đi, qua đi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Thôi được rồi, để tôi nhảy qua bên kia trước này đó, bây được rồi, được rồi, mình nhảy qua này hả? Chạy, hay cho nó đơn giản như vậy thôi, anh em có gì mà làm được rồi. Bây giờ anh em cứ làm theo tôi là được, được rồi, bây giờ làm lại đi, huy nấp, lại huy nấp. Ôi, rồi, xong, nhắc đi rồi, xong. Rồi, một đứa ra đi rồi, bây giờ tới Huy này, cố lên, Huy ơi. Được rồi, ôi, wow, tên lực của tôi nè. Ok, coi đây, chắc đừng coi, bây giờ còn chị Nobby thôi. Trời ơi, mọi người cổ vũ cho chị Nobby đi các bạn ơi, coi là. Trời đất ơi. Được rồi, các bạn, cuối cùng bốn tụi mình cũng đã qua được rồi. Mặc dù hả nhảy hơi rớt hoài một chút xíu, sau có một cái đường gì chạy qua kìa em ơi. Hình như chúng ta phải đi theo cái chỗ màu tím này. Được rồi, bây giờ để mình thử trước cho các bạn coi nha. Được rồi, 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 cho tôi cái tím. Ôi, đi 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 đi. Wow, để tôi. Ok ok, để coi tới lượt dắt Huy và chị Nobby nè. Được rồi, cố lên. Ôi trời, Huy đất xuống rồi. Cố lên dắt rồi, cố lên dắt. Ôi ok, kìa nó ra mất đi. Trời đất ơi, chị Nobby làm được kìa ơi. Lần này chị Nobby là người đi qua trước. Wow, chị Nobby qua được luôn rồi. Trời đất ơi, ghê hơn ai người kia nữa. Được rồi, bây giờ Huy nấp với dắt. Cố lên, đi theo cái đường tím là được. Cố lên. Ôi trời, thằng Huy nó lại đất rồi. Được rồi, bây giờ tới dắt rồi. Làm lại nè. Dắt qua được rồi kìa các bạn ơi. Ôi, cũng qua được rồi. Cố lên, chỉ còn hai người đó. Ôi trời ơi, sao tôi bay lên được rồi vậy trời. Ôi trời ơi, cái thử thách tiếp theo hình như là Huy hay là anh em ơi. Hình như mình sẽ bay lên cái chỗ màu xanh lá cây nè. Ôi, tôi bay được rồi, tôi bay được rồi. Bay lên luôn rồi nè. Xuống nè. Mọi người đang bay những cái bồn cầu bên ngoài kìa. Ôi, cái này đơn giản. Được rồi, vậy là chúng ta đã xong thử thách của Cabaraman rồi. Chúng ta đi vô cánh cổng thôi nào. Hay bên trong Cabaraman kìa anh em ơi, chạy đi. Cái gì nó dài, cái gì nó bự quá. Chúng ta phải tấn công đó. Mày con, hey, anh em phụ tôi sao chạy chạy. Ôi cái tay nó dài quá vậy. Bà đây. Thôi bây giờ chúng ta phải tiêu diệt con này. Chúng ta mới thoát ra được khỏi. Mày đây con, chị Nobby ơi. Coi chừng kìa. Nó tiêu diệt chị Nobby rồi em ơi. Chết rồi. Mày đây con, bây giờ chỉ còn ba chúng ta là. Nhanh lên. Mày đây con. Trời đất ơi, nó đã nhắm qua dắt con kia các bạn ơi. Ủa mà nó rớt ra cái gì hết tụi gà? Hình như nãy nó rớt ra tận 30 đồng xu cho mình lụm luôn các bạn. Đây chỉ là đồng xu skip đi. Ủa mình có thể trở lại cái shop để mua đồ cho những cái con camera hay là speaker các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta ra lại cái cổng ngoài kia để đón mọi người thôi. Let's go. Hãy chơi ra được khỏi cái cổng ngoài. Mọi người cũng trở lại rồi. Hello chị Nami với chị Yak. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 30 đồng xu mình vừa kiếm được bên này. Mình sẽ qua bên lại cái chỗ shop để mình mua thêm đồ các bạn ơi. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô mua từ cái anh cửa hàng Cabaraman ở đây. Hello anh, được rồi, anh bán cái gì đây? Wow, anh này anh bán hai thứ này coi. Đầu tiên đó chính là súng camera và thứ hai đó chính là hút hầm cầu thần kỳ. Được rồi, mình đủ tiền để mua cả hai thứ luôn các bạn này. Mình sẽ mua cả hai thứ luôn các bạn, hãy cho. Đầu tiên đó chính là cây súng Cabaraman và thứ hai đó chính là cây hút hầm cầu thần kỳ. Đây nè mọi người coi nè. Trời đất ơi, để bây giờ mình sẽ sử dụng thử những cái vũ khí này xem các bạn. Đây chính là một cái camera này, nhìn nhớ như cầm những cái súng các bạn. Hãy cho, để bắn lên cái tia laser này. Còn cái thứ hai đó chính là cây hút hầm cầu thần kỳ. Hai trời ơi, trời ơi, nổ tung lên luôn. Ôi vậy là chúng ta vừa mua được hai cái vũ khí của Cabaraman, xịn quá các bạn à. Và mình sẽ mua thêm một số cái táo vàng skibidi nữa, để xíu nữa mình sẽ qua cái đảo tiếp theo các bạn à. Ok, được rồi, để tôi chia cho mỗi người này đó. Mỗi người hả, cho hai cục này, một này hai cục này, bên này cũng hai cục rồi. Mỗi người hai cục, được chưa, đủ chưa. Được rồi. Nếu mà đã có đủ táo vàng rồi thì chúng ta hãy ăn vô, ngậm, ăn táo vàng skibidi vô. Sau đó chúng ta cùng đi tới cái đảo tiếp theo, đó chính là đảo gì anh em biết không? Đảo Speakerman đúng không? Đúng như vậy, đó chính là đảo người loa kia kìa. Được rồi, vậy thì còn chân chơi gì nữa mà không? Let's go thôi nào các bạn ơi. Hãy cho, được rồi, chúng ta đã tới cái đảo sở
Speakerman rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ở bên ngoài đảo, nhìn cái anh Speakerman đô mà nhìn bự quá các bạn ơi. Được rồi, không biết bên trong cái thử thách này sẽ có những cái gì các bạn ơi. Chúng ta chuẩn bị nhảy vô lại đây mày. Let's go. Hình như chúng ta đã đi vô được bên trong thử thách của Speakerman rồi nè các bạn ơi. Wow, trời ơi, nhìn mấy cái loa kìa, sao tự nhiên có mấy cái loa nó cứ phát ra cái sóng âm gì vậy? Còn bên phải là gai kìa, tôi gà ơi. Hình như cái sóng âm nó sẽ đẩy chúng ta vô bên cái bức tường gai bên kia kìa. Ôi, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể đi qua được bên kia khi dưới chân mình toàn là nước đen đen gì ghê quá vậy? Tôi gà bên phải có cái loa có cánh kìa. Cái loa có cánh nào? Ôi trời ơi, sao tự nhiên có một cái loa khổng lồ có cánh ở đây vậy? Ôi, để mà thử mình leo lên trên cái này được không? Trời đất ơi, tôi ngồi lên trên được cái loa rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, nhìn mắc cười quá vậy. Trời ơi, nhìn mắc cười đây. Ôi, hình như cái loa này có thể giúp chúng ta có thể bay được ở đây mà. Ôi, tôi bay được thiệt nè. Nhưng mà chúng ta sẽ vừa bay, chúng ta sẽ vừa né cái sóng ngầm hay sao các bạn ơi. Mọi người hãy ngồi chồng lên đầu tôi đi. Được thôi, bây giờ tôi sẽ gánh tất cả mọi người đó các bạn. Nhìn lên, ngồi lên đầu tôi hết trơn nè. Được rồi, anh em sẵn sàng cho tôi chuẩn bị bay qua bên kia nha. Sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa? Được rồi, bay qua nào các bạn ơi. Ôi, chim cánh bay đi coi. Ôi, né cái sóng ngầm này nè, né nè. Ôi trời đất ơi, nguy hiểm quá các bạn. Ôi, coi chừng nó đẩy mình vô cái lò, cái gai bên phải là chết luôn đó các bạn. Ôi, coi chừng, coi chừng. Đây, 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 mọi người ơi, hãy sử dụng những cái vũ khí của mình. Được rồi, được rồi, để em chia vũ khí cho. Bây giờ dắt cầm cái cây thông bồ câu đây đi. Dắt rồi, đây đây đây, lấy đi, lấy đi. Còn chị Nami, chị Nami hãy cầm cái hả cái cục cây cúp phân đi, cầm đi. Còn Huy Nấp thì hãy cầm cây kiếm này nè. Huy Nấp, Huy Nấp rồi, Huy Nấp cầm cây kiếm này đi. Nhanh 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 nhanh. Được rồi, và mình sẽ sử dụng cây súng camera. Bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó đi. Bây giờ nó tới tới tấn công tôi kìa Nami ơi. Mày 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 này con cái súng laser đó bị mạnh nhất. Mày này con, mày này con, mày này con. Tiêu diệt đây. Chúng ta cùng nhau kết hợp để tiêu diệt con Speakerman này đi. Cho. Rồi, nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Ôi, mới tới rồi, mới tới. Nhìn xịp KPD vô các bạn ơi. Được rồi, được rồi, được rồi, tiếp nào, hãy cho. Kết liễu đây, ôi ôi. Mà, 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 rồi vậy là hòn đảo Speakerman đã bị đánh bại. Bây giờ chúng ta trở lại cái shop cục phân cho tao nào. Let's go, nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Và lần này chúng ta sẽ mua đồ của anh Speakerman sau khi chúng ta đánh bại anh xong rồi các bạn. Đi coi, anh sẽ bán những gì đây? Ôi, các bạn ơi, anh bán cái con loa chim bay hồi nãy mình bay này các bạn. Và ở dưới là 15 đồng xu chúng ta có thể mua được cái gì đây? Bom loa siêu cấp là cái gì để tôi vừa thử anh em ơi. Được rồi, để cầm thử coi. Đây chỉ là một quả lựu đạn hình cái loa nè anh em ơi. Tôi dụ Huy Nấp, tôi đã thử nghiệm cái này. Huy Nấp ơi, Huy Nấp ơi, Huy Nấp ơi. Tôi nhờ mày xíu này, tôi nhờ mày xíu. Được rồi, được rồi, được rồi, mua đồ đi, mua đồ đi. Huy ra đây, ra đây để mình thử nghiệm cái quả bom này các bạn. Được rồi, Huy lại đây nói nè. Hay hay cha. Ôi trời, nó bay cao quá vậy. Cái lũ đạn nó bay như ôi, nó nổ một cái nó lên thấu tận trời xanh. Ôi trời đất ơi, đúng là cái bom loa siêu cấp thiệt mà. Xịn quá đi các bạn. Được rồi, bây giờ mình vô mình mua nốt cái con chim kia để mình bay cho nó lẻ nữa các bạn. Đây rồi, đây rồi, hay cha. Đây rồi, chúng ta đã có con chim loa rồi các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta ngồi lên nó từ nào. Let's go. Hay quá vậy, hay quá vậy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ không cần phải bắt block nữa mà chúng ta sẽ bay thẳng qua cái đảo cuối cùng, đó chính là đảo Speakerman luôn kìa anh em ơi. Được rồi, anh em lên đầu tôi đi, tôi đưa anh em qua luôn nè. Hạ cánh xuống nè, hạ cánh xuống nè. Được rồi, xuống đi mọi người. Được rồi, thì bây giờ chúng ta còn chân chơi gì nữa mà không vô đảo của anh Speakerman luôn nào các bạn. Ok, tôi vô nhà anh Speakerman ơi. Được rồi, đi thôi, let's go. Hay cha, được rồi, mà chúng ta đã đi vô được bên trong cái đảo thử lắm rồi. Sao có mấy cục phân nó nhìn nó hề, nó cái chạy qua nhà lại. Ôi Huy ơi, có chạy qua. Trời đất ơi, Huy nó bị cục phân tông xỉu luôn rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, vậy là mọi người phải qua từ từ thôi anh em ơi. Chuẩn bị lại đây anh em ơi. Được rồi, cạnh cái khúc nó đi qua nè. Được rồi, nhảy qua. Ôi trời đất ơi, nguy hiểm quá anh em ơi. Rồi nhảy qua. Trời đất ơi, cái cục phân nó chạy lại rồi. Ôi trời ơi, nhảy qua. Trời đất ơi, suýt nữa tông tôi. Ôi chạy qua. Ôi tài quá thì nó bay. Được rồi, cái cuối cùng là xong rồi đó. Bây giờ chúng ta qua cái tiếp theo. Trời đất ơi, mấy cái cây thông bồn cầu đó nó cứ hút lên hút xuống, nguy hiểm quá nha. Được rồi, né nha. Qua được luôn rồi này các bạn ơi. Ôi, mọi người lại nhanh. Trời ơi, chị Na, sao chị Na núp trong cái bồn cầu, chị Na đi nhìn lén quá vậy trời, bắt cười. Ok, được rồi. Ôi trời ơi, cái thử thách cuối cùng là cái gì đây? Sao cái đầu nó cứ lú lên lú xuống?
trời đất ơi, em có biết đâu, trời đất ơi, tự nhiên cái đầu nó cứ giật lên giật xuống rồi làm sao mình qua bây giờ. Hay là chúng ta phải nhảy lên bên trên cái đầu của nó ta. Để ta nhảy cho hãy. Ok, nhảy cho này. Trời đất ơi, nhảy từ từ. Ôi nó gấp quá, được rồi. Hình như chúng ta phải nhảy đứng lên cái đầu của những cái ông Skibidi đây coi. Được rồi, bên cạnh cứ ông xuống lại, ông xuống lại, xuống này. Được rồi, nhảy lên, hãy cho. Qua được rồi đây. Thôi, vậy bây giờ tôi canh khúc nào, tôi kêu tôi nhảy. Ôi, nhảy qua. Ôi ơi. Trời đất ơi, phải nhảy lẹ nếu không ông lên ông sẽ ăn thịt mình liền á. Được rồi, vậy thì bây giờ tất cả đã qua rồi thì chúng ta đi vô cổng để chuẩn bị đánh bại con boss cuối cùng mạnh nhất ở đây đấy mày. Let's go. Hay cha, và đây chính là cái chỗ cuối cùng các bạn. Ok vậy như đó chính là quái vật Skibidi năm đầu kia ba đây. Trong shop Skibidi đi. Ôi tôi quên mất cái vụ này các bạn ơi. Ôi đúng rồi, được rồi. Bây giờ mọi người cố gắng cầm chân đây, tôi quay lại cái shop tôi mua đồ rồi tôi trở lại nha, để tôi mua cái xíu nha. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mua nốt đây các bạn. Được rồi, mở cái này lên. Đây rồi. Với 20 đồng chúng ta có thể mua được cái vũ khí bí mật. Được rồi, mua thế nào? Trời đất ơi, lại trời hãy cho tôi một cái vũ khí gì đó thiệt là xịn nha, để tôi có thể đánh bại Skibidi nha. Hay cha. Boy, đây chính là vũ khí bí mật này các bạn. Đây chính là cái gì đây? Đây chính là một khẩu đại bác có gắn đầu Skibidi. Đừng nói, đây chỉ là cái vũ khí có thể giúp mình kết liễu được Skibidi đánh bại. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy lấy nó và nhanh chân lên, nhanh chân lên, trở lại trước khi Huy và Jack gặp chuyện bị Skibidi đánh bại. Hay trời, mình quay trở lại rồi. Ủa, Huy đâu mất tiêu rồi Jack ơi. Huy bị đánh bại với con Skibidi rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu đại bác cuối cùng để kết liễu ra. Hay trời, Jack, chân lên, Jack ơi, chân lên. Hay trời. Đánh bại thành công và mình đã xong cái thử thách ngày hôm nay, đó chỉ là đánh bại chùm cuối Skibidi một con rồi bạn ơi. Ok thì các bạn thấy video này như nào đừng quên like, subscribe cho mình cũng như cho mọi người xem tiếp nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.